with a smile. Might go to New York, it's been a while. Might fly to LA, oh wow. Airlines, we racking up the miles. Yeah, we always ball. Yeah, big time. Every day we lit, yeah. Oh yeah, go. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng mới các bạn ạ. Ui dồi ôi, tướng mới bán rẻ bèo luôn. Các bạn biết có bao nhiêu tiền không? Trời ơi, nó rẻ vãi cả lèo ra. Có 18k vàng cả. Trời, xạ thủ nha các bạn, 18k8. Ra mắt từ ngày 11. Đấy, từ ngày 11 tháng 4 năm 2020. Đuổi, đây, em nói đây, các bạn ơi. Ui giời ơi, ui giời ơi. Còn sắp té luôn à. Nhảy nhảy múa thử cố nào, tí thì sắp bật lờ nhá. Rồi, hôm nay mình sẽ làm clip này test sơ qua về cái vị tướng tướng này, nó có cái tên vãi cả lều các bạn ạ. Laville. Úi giời, Laville ạ. Úi giời ơi, tay súng thần quang. Con này mình vừa mới test xong các bạn. Test xong rồi mình mới làm clip cho các bạn xem được này. Mình test kiểu như là đấu luyện ấy, xem chiêu thức nó như thế nào ấy, đâm ra mình cũng biết sơ sơ rồi các bạn. Con này thì nó cũng tương đối là dễ chơi, nó không quá khó, không có ảo ảo lắm các bạn ạ, dễ chơi cực. Chiêu cuối của nó thì bắn choáng loài mồm luôn, bắn xuyên bản đồ luôn, từ đằng chân thông đến dòng đổ đầu luôn. Nhưng mà chỉ cần trúng người một phát là coi như là dừng lại luôn, choáng loài mồm ý. Đấy, vô nào, vô nào. Cái nội tại của con này có nghĩa là bắn 3 phát đến phát thứ 3 các bạn, nó sẽ được cộng thêm bắn lẻ thêm 3 phát nữa. Để mình test cho các bạn xem luôn này. Cái chiêu 2 này nó tạo ra một cái lớp giáp. Đâu ra chiêu thức này ấy, chiêu 1 là cường hóa bản thân này, nó cũng là cường hóa các bạn ạ. Chiêu 2 là nhận một lá chắn đỡ chiêu và tăng 80% tốc độ chạy cho bản thân trong 1.5 giây. Còn chiêu cuối là bắn chiêu. Thôi mình ra mình test luôn thì các bạn ạ. Đọc nó cứ nhiều chữ mình lười lắm các bạn ạ. Đọc từ sáng đến trưa từ rồi. Con này rẻ mà các bạn, bán bằng vàng mà, nó rẻ vãi lèo luôn các bạn. Cần gì đâu mà phải suy nghĩ làm gì, cái vàng mà quất thôi. Bạn nào nhiều vàng thì đợt này là thơm mà. Bắn chiêu cuối này đói, đói thấy không? Úi giời, úi giời, úi giời ơi. Nó thường thường nó bắn một cái thôi các bạn, nó bắn một cái thôi, nhưng mà khi mà các bạn bắn đến đòn thứ 3 ấy, nó được cường hóa, nó bắn thêm được 3 phát, có nghĩa là bắn một phát thành 3 phát. Đấy, cộng thêm chiêu 1 nó bắn ra một rã đạn luôn, bắn. Chiêu 2 tăng tốc độ chạy này, tạo cái lát ra chắn này. Đấy ghê không, ghê không, ghê không, ghê không, ghê không. Bắn phát thứ 3 này đó, đó, bắn. Bắn bựa lắm các bạn. Con này bắn kiểu như là bắn nhanh cực kỳ luôn ý. Hôm nay mình test ở trong đấu luyện sơ sơ cho các bạn xem nhá. Có lẽ ngày mai mình sẽ làm clip đấu hạng cho các bạn xem. Tại vì con này mình nghĩ rằng là cái thứ nhất là cái nick của mình ấy, các bạn chỉ có đi đánh thường thôi, chứ nó không có điều điển thông thạo để đi đánh hạng ấy. Vì thế nên mình test đấu luyện cho nó nhanh, test cho các bạn sơ sơ cho các bạn thèm chơi đấy. Để cho các bạn có điều kiện, gọi là không phải điều kiện mà kiểu như các bạn gọi là cay vàng. Mày chết lại đấy, chiêu cuối đấy các bạn. Bắn ghê không? Bắn đây sợ không? Nó bắn piu. Bị lầm choáng nha các bạn, bị lầm choáng nha. Càng xa choáng càng lâu à. Mặt mãi lắm. Đáng sợ vãi lều luôn ý. Ghê không các bạn thấy khoái không? Khoái liền nè. Khoái ở gì, khoái ở gì. Khoái chưa, khoái chưa. Khoái thì like liền đi các bạn. Cho mình một like và đăng ký kênh, một lời comment để ủng hộ kênh giúp mình với nha. Đấy, đấy. Bắn nè, chiu. Bùm. Ui giời. Các bạn nghĩ sao về vị tướng mới Laville này? Các bạn đánh giá sao về vị tướng này? Comment cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Con này thì được cái có một cái chiêu 2 là cơ động, tăng tốc độ chạy. Ui giời, ui giời. Chiêu 1 thì cường hóa cái đòn đánh đi. Thực ra nếu như các bạn sử dụng cái nội tại, kết hợp cái nội tại ấy cộng với cả chiêu 1 thì nó bắn rất là đau luôn các bạn ạ. Úi giời, úi giời, cái chiêu cuối thì bắn choáng. Bắn choáng các bạn, đứng gần cũng choáng nha. Nó cứ gọi là chiêu cuối là bắn choáng ấy. Trong trường hợp mình bắn gọi là cho đối phương không chạy, hoặc là mình kiểu như là chặn đứng đối phương ấy, đó cũng là một cái điều tốt của một vị tướng xạ thủ. Cái chiêu 2 thì được tăng tốc độ chạy. Rồi cái chiêu 1 thì được cường hóa. Nội tại thì bắn 3 phát thường thì nó sẽ được cường hóa các bạn. Đánh rất là vui. Con này thì mình cũng không biết rằng thì combo nó sẽ ra sao, nhưng mà mình thấy thì cứ bắn 3 phát thường xong rồi. Uầy uầy, thấy không các bạn, thấy không? Đánh có cái nội tại một cái các bạn kích hoạt chiêu 1 phát bắn trò như tên bay luôn đấy. dông nó bụp một cái à. Mày chết à, mày chết à? Mày lì không mày? Mày lì không mày? Giờ mặc với cả Laville hả? Ghê. Bắn khá là nhanh ấy. Bắn này oán này, ói. Trông hai tay hai súng trông nó rất là kiểu như là mạnh đúng không các bạn? Con này là tướng có cái chiêu cuối bắn xa gọi là tầm xa ấy, choáng lâu nhất game luôn các bạn. Và đặc biệt thì các bạn đã xem bộ phim được không? Đó là bộ phim kỹ xảo 100% do đội ngũ Garena Việt Nam sản xuất nha các bạn. Được không? Cái kỹ xảo ấy khi mà các bạn xem phim đấy do 100% là của Garena Việt Nam sản xuất đấy nha. Ghê chưa? Ghê chưa? Kỹ xảo đó ấy. Không phải dạng bừa đâu. Ngoại hình thì điểm trai đúng không các bạn? Điểm trai, tay hai súng tung hoành khắp nơi này. Đây là tướng có khả năng cơ động, bắn đi đường AD khá là tốt. Còn nếu như các bạn mà nghĩ rằng con này khó chơi thì mình nghĩ rằng đó không phải đâu. Con này khá là dễ chơi, chiêu thức của nó cũng không quá khó, rất là đơn giản đấy. Các bạn chỉ cần tăng cho 2, tăng tốc độ chạy, một là lao kích hoạt lao đến, hai là tem đưa đối phương tấn công thì mình kích hoạt mình chạy đi. Đuổi. Cứ bắn 3 phát thường vào trụ hay vào lính. Ui rồi, ghê không? Ui rồi, khiếp chưa? Rồi, nói chung là mình test sơ sơ về vị tướng Laville như vậy là đủ rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp tất cả các bạn vào clip sau nha. Test sơ sơ cho các bạn thèm chơi thôi. 18k vàng các bạn ơi. Mua vô. Time to meet your maker. Perfection. Every day we live, oh yeah. Live it up, live it to the fullest, oh yeah. War. Isn't there anyone I can talk to? It's my turn.